Hello, xin chào các bạn. Mình đang có mặt tại đường Võ Thị Sáu nha. Đầu đường Võ Thị Sáu giao nhau với đường Hòa Bình. Thì đây là chỗ cây xăng số 2 nha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì trong video này em xin chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh về tuyến đường Hòa Bình trong đêm cuối tuần ngày 10 16 tháng 12, còn khoảng mười mấy ngày nữa thôi thì sẽ kết thúc năm cũ. Bây giờ mình xin chia sẻ là một video chia sẻ cho quý cô chú chị và các bạn về tuyến đường Hòa Bình trong ban đêm nha, để chia sẻ cho quý cô chú chị gần xa để xem được hình ảnh của tuyến đường Hòa Bình năm nay đã thay đổi như thế nào. Ok, xin mời quý cô chú chị và các bạn cùng theo chân em đi ngắm nhìn tuyến đường Hòa Bình, tuyến đường Hòa Bình về đêm nha. Tuyến đường Hòa Bình bây giờ đã được thông thông thương các bạn ha, thông thương tới đường Tôn Đức Thắng luôn, nên sẽ thuận tiện cho việc đi lại. Ok, em đã tới được chỗ dòng xây giao nhau với đường Trần Phú nè, hay còn gọi là ngã tư quốc tế đó quý cô chú anh chị và các bạn. Bởi vì ban đêm thì trên tuyến đường này rất là lung linh nên em muốn chia sẻ cho quý cô chú anh chị gần xa xem. Còn ban ngày thì không có đèn á nên không có lung linh đẹp cho lắm. Tuyến đường này bây giờ thì rất là nhộn nhịp, rất nhiều quán xá được mọc lên, đặc biệt là cái khu vực phía dưới cái đoạn nối dài đó, rất nhiều quán cà phê. Để có được hình ảnh đầy đủ hơn thì em xin phép đi hai quận nha, một quận theo hướng em đang đi và một hai chiều đó, chiều ngược lại để chia sẻ đầy đủ hơn. Thì video sẽ tương đối dài nên mong quý cô chú anh chị và các bạn hãy dành chút thời gian xem hết video ủng hộ em nha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Đây là chợ đêm, khu vực chợ đêm quần áo. Đang có một cái đám cưới ở trong tuyến đường này. Nếu mà quý cô chú anh chị gần xa mà là người Bạc Liêu, người thành phố Bạc Liêu thì chắc biết rõ tuyến đường này. Lúc trước thì con đoạn đường này toàn là ao hồ đó, rừng rậm được không ạ. Từ khi mở lộ thì tuyến đường này trở nên nhộn nhịp hơn. Căn nhà hồi xưa ở trong hẻm
bây giờ trở nên thành mặt tiền hết. Đó, đây là cái đoạn mà mới được mở rộng thêm cách đây khoảng chắc chừng một năm thôi quý cô chú anh chị và các bạn. Hồi năm rồi thì tuyến đường này bán qua ha, có thông tin là năm nay sẽ di dời cái chợ qua Tết sang bên đây nè, thì không biết có chính xác hay không, thì gần đến Tết thì em sẽ có những cái thông tin chia sẻ trên fanpage Bạc Liêu quê mình, thì rất mong được sự ủng hộ của tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Tuyến đường này thì hơi vắng do mới có mở rộng lộ á, mới có thông lộ cách đây không lâu, nên quý cô chú anh chị nhìn thấy nè, đây còn những cái khu đất trống nè, chưa có mở quán xá gì. Không bao lâu thì sẽ tấp nập lên cho mà xem. Phía trước là đoạn giao nhau với đường Lộc Ninh nha. Phía bên tay phải thì có trường mầm non Hoa Mai. Em xin lỗi, là trường mầm non Quả Mi nha. Cái đoạn này thì hơi dơ nè, do chưa có hoàn thiện, vẫn còn đang thi công. Đó, chỗ này thì hơi bị ngập á, thủy chiều cường lên rồi trời mưa hơi bị ngập do chưa có hoàn thành á, quý cô chú anh chị và các bạn. Dơ lắm. Đoạn này thì mới mở rộng khoảng một năm thôi, chưa có hoàn thiện. Mặc dù là mới mở rộng cách đây chưa có lâu lắm, nhưng mà khu vực này đã gần như là nhộn nhịp hơn một đoạn phía trên nha quý cô chú. Có nhiều quán cà phê, quán nhậu đã được mọc lên. Phía trước là đường Tôn Đức Thắng nha quý cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là khu mộ của gia đình ông Chí Dỗi đó các bạn. Em thì em quên mất tiêu rồi, Chiều Vạn Tượng hay gì đó. Rồi, đây là đường giao nhau với đường Tôn Đức Thắng và kết thúc cái tuyến đường Hòa Bình nối dài này luôn. Đó, đi phía bên đây là đi qua đường cầu Tôn Đức Thắng nè, đi cầu Sáng rồi đó. Ok, bây giờ em xin quay lại để chia sẻ phía cái chiều ngược lại nha. Hôm nay trăng lưỡi liềm rất là đẹp nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đi qua cái khúc mà đang thi công khá là dơ, thấy cũng ngại ngại. Đây là chuẩn bị có thêm một quán cà phê mới mở nữa. Có một đoạn khoảng vài trăm mét thôi cô chú anh chị. Đó, một đoạn này nè là dơ thôi. Giao nhau với đường Lộc Ninh, đi quẹo tay phải thì sẽ đi qua khu vực đường Nguyễn Tất Thành
đường Nguyễn Thái Học và trung tâm hành chính của tỉnh đó, gồm có giống như là công an tỉnh nè, trường chính trị, trường trung học phổ thông Bạc Liêu, vân vân, rất nhiều cơ quan hành chính bên đó. Khu vực này là thuộc phường 1 nha quý cô chú anh chị và các bạn. Không biết năm nay thì có di dời chợ qua Tết qua bên đường này hay không. Thì có thông tin em sẽ cập nhật trên fanpage Bạc Liêu quê mình để cho quý cô chú anh chị gần xa có thể biết được. Đây là liên hợp liên minh hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu. Phía trước là đoạn giao nhau với đường Lê Dẫn nha quý cô chú anh chị và các bạn. Bạc Liêu đang trên quá trình phát triển á, nên rất nhiều những cái công trình, những cái tòa nhà được mọc lên và rất nhiều các công ty, các doanh nghiệp về Bạc Liêu để đầu tư và phát triển. Thì rất mong Bạc Liêu sẽ ngày càng phát triển hơn. Trong những ngày này thì không khí Giáng sinh đang đổ bộ về Bạc Liêu, nên trên fanpage Bạc Liêu quê mình của em á, thì em có cập nhật hình ảnh về các trang trí đón Giáng sinh tại các nhà thờ trong địa phận tỉnh Bạc Liêu. Thì nếu quý cô chú anh chị nào quan tâm có thể đón xem ở trên fanpage của em, thì em đi chụp hình rất là nhiều các nhà thờ, các trang trí của các nhà thờ rất là đẹp. Ở clip trước thì em đã chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem hình ảnh về tuyến đường Trần Phú và tuyến đường Trần Quỳnh về đêm rất là nhộn nhịp. Tại Vincom Trần Quỳnh thì đang có sự kiện, đó là chợ phiên và chạm sách về Bạc Liêu từ ngày 13 cho tới ngày 17 tháng 12 năm 2023. Từ đây cho tới Tết Nguyên Đán thì Bạc Liêu sẽ có rất nhiều các sự kiện để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Như hàng năm thì sẽ có liên quan hip hop và dân vũ diễn ra ở quảng trường nè, các chương trình văn nghệ chào đón năm mới, hay là chợ qua đường chợ quê Tết diễn ra đường 30 tháng 4. Thì em sẽ tiếp tục cập nhật cho quý cô chú anh chị gần xa xem. Rồi, như vậy là em đã đi một vòng, đánh một vòng đường Hòa Bình, chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem. Thì đến đây thì em cũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại và
xin cảm ơn rất là nhiều.